Dạ, Tố Lê xin kính chào cô chú, anh chị và các bạn. Hôm nay là ngày mùng 1 Tết. Thì hiện tại Tố Lê đang có mặt tại Tổ đình Linh Sơn. Tổ đình Linh Sơn thì tọa lạc tại Hiền Lương, xã Vạn Lương, huyện Vạn Ninh, tỉnh Khánh Hòa. Và bây giờ là 4 giờ chiều. Thời tiết ở đây thì nó khá là nắng, cho nên Tố Lê cũng ní ní để đến 4 giờ chiều thì mình đi chùa thì thấy nó mát mẻ hơn. Khi mà Tố Lê đến đây thì thấy bà con viếng chùa cũng rất là đông. Đây là cái cảnh quan ở phía trước chùa, gọi là Tổ đình Linh Sơn tự. Tổ đình Linh Sơn thì được sư tổ Đại Bổ khai sơ vào năm 1761. Và hiện tại thì đảm nhiệm cái trách nhiệm trụ trì tại Tổ đình Linh Sơn hiện tại là thầy Thích Thiện Dương. Thôi thì mời cô chú anh chị và các bạn cùng vào tham quan Tổ đình Linh Sơn cùng với Tố Lê nha. Đây là cổng chính của Tổ đình Linh Sơn. Bây giờ thì Tố Lê đi vào bên trong của Tổ đình nha. Hôm nay là ngày mùng 1, bây giờ là 4 giờ chiều. Thì tại đây thì Tố Lê thấy cô chú ở đây tập trung cũng rất là đông. Phía trước là mẹ của Tố Lê đang đến viếng chùa. Tổ đình Linh Sơn thì được thành lập vào cái thời Hậu Lơ, đời thứ nhất. Và hiện tại thì Tố Lê hay gọi là Ôn Thích Thiện Dương, là đời thứ 8. Bây giờ để Tố Lê lên tăng cấp nè. Đây là phía trước cảnh quan của Tổ đình Linh Sơn. Ở đây thì cái diện tích nó khá là rộng. Cứ mỗi năm đến, mỗi xuân đến thì bà con đa số là tập trung ở chùa này rất là đông. Rất tiếc là Tố Lê đến hôm nay là buổi chiều. Tuy nhiên là vẫn đông hơn những cái chùa khác. Nhưng buổi sáng thì lượng khách mà đến viếng chùa ở đây đông lắm. Tổ đình Linh Sơn thì tọa lạc tại một cái vị trí rất là thuận tiện, mát mẻ. Nơi này thì Tố Lê nghĩ là rất là thanh tịnh cho những cái người tu học. Phía trước của Tổ đình Linh Sơn là một cái dòng sông Hiền Lương rất là hiền hòa, quanh năm nước chảy. Bên xe xe kia là có đồi núi chập trùng. Về phía trước của Tổ đình Linh Sơn, bên phía bên này là có một cái vườn sen rất là lớn. Những năm gần đây thì Tổ đình Linh Sơn được trùng tu rất là nhiều. Và đây là cái vị trí ở trước là một cái hồ, bên xe xe kia là cái bãi cỏ xanh um. Ở phía bên góc kia thì bà con đang ngồi đang chụp ảnh. Rồi Tố Lê sẽ đưa cô chú anh chị và các bạn đến tham quan cái hồ sen tại Tổ đình Linh Sơn nha. Ô, đang chụp hình hả? Xin lỗi nha. Đây là cái hồ hoa sen. Cái
hồ hoa sen này nó cũng đã có từ rất là lâu. Hiện tại thì tôi lại không thấy cái hoa sen này hết nha. Diện tích của cái đầm hoa sen này nó khá là rộng, nó tít xe tới tận bên kia kìa. Rồi phía trên này thì tôi lại thấy là một hàng sứ đây. Mà những cái gốc sứ này thì tôi lại nghĩ là chụp hình nó cũng rất là đẹp, cho nên bà con tập trung ở trên đây cũng đông đen. Rồi thôi thì tôi lên đưa cô chú anh chị và các bạn vào trong chánh điện nha. Tôi lên sẽ đi qua bên hướng này để vào viếng chánh điện Quan Âm. Tại đây thì có rất là nhiều cây sứ mà những cái cây này nó đã có từ lâu lắm rồi. Đây, những cái gốc cây sứ nó già cỗi luôn nè. Lên đi, lên đi, lên đi, đi cái con lên trước đây. Bây giờ thì mấy mẹ con tôi lên đến viếng Quan Âm Bồ Tát. Đấy gì đâu. Khi mà tôi lê đưa mẹ tôi lê đến đây thì nhìn thấy cái cổng của chánh điện thì đóng cửa, tôi lê cũng không biết như thế nào nữa. Nếu mà có duyên thì tôi lê sẽ đến gặp ông như thế nào nha, không biết là ông có mở cửa không biết. Để một năm tôi lê chưa có đến cái tổ đình Linh Sơn này, mà nghe các cái chị Phật tử khác thì nói là ông Thiện Dương hay nhắc tên của tôi lê lắm, nói là lâu lắm không thấy tôi lê lên thăm thầy. Rồi mày đứng đó đi, tụi em đứng ở dưới, tầng cấp dưới. Đó. Tạo dáng nè. Không biết lúc sáng là ở đây có mở cửa không, mà sao bây giờ thấy đóng cửa. Thôi rồi con quay bên ôn thôi, con không coi thôi, thôi ôn có mở cửa không biết. Mình vô mình thăm thầy xong mình cúng dường. Nha, dạ, để con quay con coi. Mẹ của Tố Lê đang tạo dáng ở phía trước. Đây là một trong những cái góc mà chụp hình đẹp nhất. Tôi lê có vào viếng thầy, nhưng mà mấy cô ở đây nói là bây giờ lại đến giờ của thầy nghỉ, để tối thầy còn tụng nữa.
Thôi thì tối tôi lên lại tổ đình Linh Sơn. Tổ đình Linh Sơn thì trước đó Tố Lê có chia sẻ một cái vài video về cái thẻ hoa đăng ngày rằm tháng giêng. Tuy nhiên là cách đây một năm mấy Tố Lê chưa có quay lại đây. Về chuẩn bị tới rằm tháng giêng thì tại đây cũng có thẻ hoa đăng. Lúc đó thì Tố Lê cũng sẽ tranh thủ quay cái cảnh quan thẻ hoa đăng ngày rằm ở đây cho cô chú anh chị và các bạn cùng xem nha. Ở đây được một cái là rất là nhiều cây sứ. Mà những cây sứ này nó đã có từ lâu lắm rồi. Đây là những cái thiết kế mà rất là cổ kính từ trước. Đi lòng vòng một chập thì cũng mỏi chân. Thôi thì hai chị em Tố Lê ghé lại cái góc qua phía trước của tổ đình Linh Sơn này nè. Phía sau là chánh điện nè. Ngồi chụp tấm hình làm kỷ niệm. Nếu mà so ra với những năm trước á, mà khách viếng chùa tổ đình Linh Sơn như thế này thì năm nay lượng khách quá ít. Cũng có thể là do cái đại dịch Covid, cho nên bà con cũng hạn chế đi chùa. Những năm trước mà thời điểm như thế này là khách rất là đông. Đây là những cái góc mà chụp hình đẹp tuyệt vời tại tổ đình Linh Sơn. Đây là hình ảnh mặt trước của tổ đình Linh Sơn. Phía xa xa là núi, về phía mặt trước là sông Hiền Lương, nước chảy quanh năm. Ngay tại phía trên sông Hiền Lương thì có cây cầu sắt bắc qua để tàu lửa mỗi khi mà đi qua. Nếu như mà cô chú anh chị các bạn nào cũng đã từng xem video của Tố Lê quay cái cảnh mà thả lồng đèn hoa đăng vào rằm tháng giêng năm trước thì sẽ thấy được là hình ảnh sông Hiền Lương một cái đêm thả lồng đèn hoa đăng thật là đẹp. Thôi thì Tố Lê cũng xin tạm dừng video tại đây. Kính chúc cô chú anh chị và các bạn một năm mới thật là nhiều hạnh phúc, an khang thịnh vượng và nhớ là giữ gìn sức khỏe trong cái mùa đại dịch Covid này. Tố Lê xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại mọi người ở video tiếp theo nha. Hẹn chị hỏi ông Lý Thinh à? Được số xe Sơn Be. Hỏi nó thử, hãy nó cứ dắt dắt á.